Hello, chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mà các bạn có thể xin việc thành công ở Đức. Bởi vì mình thấy là mình trộm vía cũng khá là may mắn khi mà gần như xin đâu là sẽ trúng đấy. Trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái lưu ý, một chút những cái trải nghiệm của mình khi đi xin việc ở Đức nhé. Ok, để cái việc bắt đầu. Thứ nhất, lên đâu để tìm việc ở Đức? Các bạn có thể lên trang web của Stepstone, các bạn có thể lên Indeed, các bạn có thể lên Jobo, hay là các bạn chỉ cần gõ tên vị trí công việc mà các bạn muốn cộng với cả thành phố mà các bạn muốn làm ở trên Google là nó sẽ ra cả một đống luôn. Và mình cũng vậy thôi, khi mà mình đang là sinh viên hay là sau khi mình ra trường mình đi tìm việc, mình cũng tìm ở các trang web như thế này, hoặc là mình check các cái email ở trên trường đại học. Đấy thì chung quy đi tìm việc ở đâu thì nó cũng như nhau cả thôi. Ví dụ như ở đây mình tìm công việc là điều dưỡng nhá, Krankenpfleger ở Berlin này. Mình cùng vào đây xem người ta yêu cầu những cái gì. Có những cái trang web tuyển dụng, các bạn click vào thì các bạn sẽ vào thẳng cái công ty đấy để các bạn xem người ta yêu cầu những gì. Thường thì là khi người ta tuyển thì người ta cũng đăng lên trực tiếp những cái trang web của họ thôi. Ví dụ như vào ở trong cái Clinicum này thì các bạn có thể thấy là người ta có hẳn một cái YouTube để cho các bạn tìm hiểu về Clinicum này. Sau đó thì là Dinofor Tyler, có nghĩa là cái lợi mà bạn nhận được khi mà làm ở đây. Rồi là người ta yêu cầu các bạn có những cái gì. Ví dụ ở đây này, người ta yêu cầu là có Ausbildung ở trong lĩnh vực cái Gesundheit Krankenpfleger, trong lĩnh vực sức khỏe và điều dưỡng này. Nhiệm vụ của mình là gì? Thì ở đây người ta cũng show cho các bạn luôn là nhiệm vụ là cái gì. Sau đó thì các bạn sẽ click vào chỗ Yes Online Bewerben và các bạn gửi hồ sơ. Có những nơi thì người ta sẽ bắt các bạn sẽ gửi hồ sơ trực tiếp ở trên cái trang web của họ hoặc là cái trang tuyển dụng. Nhưng có những nơi các bạn cũng sẽ có thể gửi qua email, thì cái này các bạn nhớ phải đọc nhá. Rồi giả sử mình vào cái trang Indeed đi. Những cái trang này nó quá nổi tiếng rồi, mình nghĩ các bạn nào hay xin việc ấy, ở nước ngoài là các bạn sẽ thấy những cái trang này thôi. Ví dụ giả sử mình vào Indeed nhá. Đây này, ở trang này người ta có thông tin đầy đủ luôn này. Công ty Charisma Berlin này, người ta cũng show luôn là các bạn kiếm được bao nhiêu tiền một giờ, từ 16 đến 26 euro một giờ. Nhớ là trước thuế nhá, ở đây là không có đăng sau thuế đâu. Rồi Festanstellung, chứ không phải làm tự do. Rồi Spätschicht, các bạn có phải làm muộn không, làm ca muộn ca đêm không. Đấy, sau đó thì các bạn vào xem người ta yêu cầu những cái gì. Người ta sẽ đăng lên là nhiệm vụ các bạn cần phải làm là gì, các bạn cần phải có những cái điều kiện gì để được nhận tuyển, lợi ích của mình khi làm ở công ty là gì. Rồi là các bạn làm bao nhiêu tiếng một tuần. Ví dụ ở đây, ở trong cái công ty này là các bạn sẽ làm 20 đến 40 tiếng. Đấy, có cả làm ca đêm này. Sonderzahlungen, nhìn cái này là sướng nhất này. Sonderzahlungen là những cái trả tiền thêm, ví dụ như là tiền due allowance. Zusatzzahlungen là tiền phụ cấp thêm gì đó. Và người ta yêu cầu gì đây? Cần có bằng lái xe này. Đấy, ưu tiên bằng lái xe này. Tiếp theo mình thử ở đây này, nhìn đây lương cũng có vẻ ổn ổn này. Đấy, các bạn nhìn đây người ta có hết thông tin luôn. Ví dụ mình click vào đây, các bạn nhìn đây này, lương trung bình ở đây này, các bạn nhìn thấy lương đây này, lương điều dưỡng cũng khoảng tầm 3.400 cho đến 3.900 mỗi tháng. Bạn mà làm điều dưỡng thì ra trường mình thấy chả bao giờ thiếu việc luôn, ở đâu người ta cũng cần. Ra trường một cái là có việc ngay, cái chính là mình có đáp ứng được người ta không. Chăm chỉ chịu khó là kiểu gì các bạn cũng có một công việc ngon lành cành đào luôn, mình nói thật. Gesundheitszahlungen này, có lương thứ 13 nhá, tưởng có tiền phụ khác nữa nhá. Leistungen này là những gì mình có được khi làm ở công ty đấy này. Có Weiterbildung, có đào tạo nâng cao. Rồi là có đồ uống miễn phí, có đồ ăn miễn phí này. Đấy, rồi là có những cái giảm giá dành cho nhân viên. Mình cũng nghe một số những bạn làm ở ngành điều dưỡng hay làm những cái liên quan đến sức khỏe, người ta được nhiều lợi ích lắm. Urlaubstage ở ngày nghỉ phép ấy, nó cũng nhiều hơn là ở các ngành khác. Đấy, nên là ngành điều dưỡng mình thấy cũng ngon lành lắm các bạn ạ. Gọi là ngon lành, cái mức lương cũng ổn, rồi là những cái chế độ cũng tốt. Tuy nhiên thì mình thấy vất vả, không phải ai cũng làm ngành này. Đấy, các bạn nào mà yêu thích ngành điều dưỡng thì sang Đức mình cảm thấy cũng rất là ổn áp đấy các bạn. Theo như trải nghiệm của mình thì đa phần họ tuyển người gần như là phải đạt được những cái yêu cầu mà họ đã đề ra ở trong các cái Anzeiger. Sẽ có những cái trường hợp ngoại lệ là bạn chỉ đạt đến 90% những cái yêu cầu của họ thôi, nhưng mà bạn vẫn được nhận. Khi mà bạn lọt được vào vòng phỏng vấn và bạn có thể gây được cảm tình với người ta, các bạn vẫn sẽ được nhận. Còn nếu mà mình chưa đạt được những cái yêu cầu đó thì
thường là mình sẽ phải thực tập, là mình sẽ hỏi họ là có thể là chấp nhận một cái mức lương thấp hơn để mình có thể được vào được cái công ty đó. Trường hợp của mình thì mình không phải làm như vậy. Khi mà mình đến Đức ấy, mình đã đi dạy những cái lớp học cho phụ nữ này, lớp học cho những người tị nạn từ cái hồi đầu rồi, và mình vẫn được nhận full lương như bình thường. Mình thật sự là chưa bao giờ mình phải đi thực tập. Và sau này khi mà ở trên sở người ta yêu cầu những cái chứng chỉ A, B, C, D đủ các thể loại thì bắt đầu mình mới học thêm những cái chứng chỉ đó thôi. Chứ còn trước đó thì mình đã có đầy đủ giấy tờ rồi. Nhiều bạn cứ nói rằng là bằng Việt Nam của mình sang đây là vứt đi, không có tác dụng gì. Nhưng thật sự là nếu không có cái bằng đại học, các bạn không thể học lên cao được, đúng không? Các bạn không thể học thạc sĩ được, mà các bạn cũng khó có thể sang đây để mà đi làm luôn. Ví dụ như các bạn mà từ 18 tuổi các bạn sang đây học đại học ấy, thì các bạn chỉ có nước đi làm bồi thôi, chứ khó mà các bạn có thể đi làm cái công việc mà đúng với cái ngành nghề của mình. Thì ví dụ như ngành nghề của mình nhá, mình học đại học ở Hà Nội ra, mình đi làm 1 năm, 2 năm, mình có cái chứng chỉ dạy ở Ngư viện Gớt, thì khi mà sang đây một cái là những cái người ta yêu cầu đấy là bằng tiếng mình cũng đã có, bằng đại học rồi, bằng về sư phạm mình cũng đã có. Nên là khi mà mình học ở cái trường đại học của mình để mà học lên thạc sĩ thì mình cũng chỉ phải học bù một vài môn thôi, chứ không phải học nhiều môn như nhiều bạn khác. Và khi mà mình đi xin dạy thì mình đã được đi dạy được luôn. Nên là dù gì đi chăng nữa, các bạn đừng khinh cái bằng đại học của mình nhá. Nếu các bạn nghĩ rằng một ngày nào đó mình sẽ đi du học ở đâu, dừng lại đoạn này một chút, bởi vì ngày xưa mình chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đi du học, và mình lại còn nói là không bao giờ đi du học thạc sĩ ngành ngôn ngữ tiếng Đức. Thế mà cuối cùng mình lại đi du học thạc sĩ tiếng Đức các bạn nhá. May mà ra trường được bằng khá các bạn ạ, không thì mình cũng không đặt được chân lên nước Đức đâu. Thì các bạn hãy cố gắng ra cái bằng đại học ít nhất là bằng khá các bạn ạ. Mình biết là bằng đại học ra trường chưa chắc đã làm được cái trò chống gì, nhưng nếu không có thì nó rất là thiếu, nó rất là thốn. Một khi đã vào trong ghế nhà trường thì cố gắng hãy đi ra với cái bằng ít nhất là bằng khá. Dù bạn có dùng cái bằng đấy hay không thì mình không biết, nhưng mà biết đâu đấy, nhỡ đâu cái bằng đấy sẽ là một cái lợi thế của bạn, nhỡ đâu cái bằng đấy nó là cái tiền đề để các bạn làm những cái việc khác thì sao. Nên là đối với mình không nhất thiết phải vào đại học, nhưng mà một khi đã vào đại học rồi thì phải ra ít nhất là cái bằng khá. Ok, mình hơi lạc đề chuyển sang phần khác. Khi mà ở Đức đi xin việc, các bạn luôn cần có một cái Bewerbungsfoto. Như cái ngành nghề của mình là ngành phải giao tiếp với cả con người, phải đứng dậy, phải đứng ở trên bục giảng, nên là người ta sẽ để ý xem cái người này có tự tin hay không, người này có thân thiện hay không, nghĩa là nhìn có dễ mến hay không. Chứ các bạn cứ hình dung là mặt cái mâm ấy, đi đâu ai tuyển được đúng không? Nên là các bạn cần chuẩn bị một cái ảnh đẹp đẹp một chút. Mình cho các bạn xem hai cái ảnh này của mình. Một cái ảnh mình vừa mới ra trường, mình chụp ảnh đúng như này luôn, nó rất là không chuyên nghiệp một chút nào. Và một cái ảnh này là mình tự chụp, nhìn chuyên nghiệp không? Rất là chuyên nghiệp đúng không? Nhưng cái ảnh đầu tiên này này, cái ảnh này mình thấy rất là cùi, và mình thấy là mình sẽ phải thay cái ảnh này đi, để đến một lúc nào đấy mình sẽ phải đi xin việc khác. Thế là mình mới chụp lại cái ảnh mình mặc áo xanh như này. Thì ví dụ cái ảnh đầu tiên của mình cảm thấy rất là cùi, nhưng mà mình rất là tươi. Khi mà các bạn nhìn vào một bức ảnh, mình có ba cái ảnh như này nhá, thì đa phần những người mà làm ở trong lĩnh vực kinh tế, làm ở trên sở, thì người ta sẽ thích cái ảnh ở giữa này. Ai cũng bảo với mình là ảnh này mày chụp đẹp thế, nhìn trông rất là pro. Nhưng khi mình đi xin việc, mình xin bằng cái ảnh này là cái ảnh mới, thì ai cũng thích cái ảnh này với mình vì trông mình rất là thân thiện. Thì khi mà chụp ảnh Bewerbungsfoto ấy, thì các bạn nên cười một chút. Những cái kiểu ảnh như này ấy, nó là cái sự gây ấn tượng đầu tiên khi mà nhà tuyển dụng đọc cái CV của các bạn thôi. Nên các bạn hãy xem là cái tính chất công việc của các bạn như thế nào mà các bạn tìm những cái ảnh cho phù hợp. Ví dụ các bạn lên trên mạng ấy, các bạn sẽ thấy người ta chụp ảnh như này. Yeah. Phần lớn là người ta sẽ rất là tươi và người ta thể hiện được cái sự chuyên nghiệp của họ, thì các bạn cũng có thể bắt chước theo. Vì sao mình lại cho cái ảnh Bewerbungsfoto là cái mà mình nói đầu tiên? Bởi vì đi đâu đi chăng nữa ở cái thời đại này, ngoại hình rất quan trọng. Bạn không nhất thiết phải xinh đẹp, dạng người, ngầu, cuôn lòi. Thật sự thì cái việc mà nhìn mặt mà bắt hình rong ấy, ở bên Đức người ta vẫn để ý đấy các bạn ạ. Các bạn chỉ cần thể hiện cái sự thân thiện của mình ra là các bạn đã được nhà tuyển dụng để ý rồi. Sau đó thì người ta sẽ đọc cái CV của các bạn. Đấy là cái Lebenslauf. Cái Lebenslauf này đây nó có rất nhiều form, các bạn có thể lên trên mạng các bạn tìm. Các bạn không cần phải tìm những cái Lebenslauf quá là cầu kỳ,
tùy các ngành của các bạn nhé. Ví dụ như cái Lebenslauf của mình nó rất là đơn giản thôi. Có thể cái ngành của mình người ta không quá là chú trọng nhiều đến cái form. Thật sự cái form của cái Lebenslauf nó chỉ là cái vẻ bề ngoài thôi. Các bạn có thể nhìn đây là cái ví dụ Lebenslauf của mình. Nó rất là đơn giản các bạn ạ, nó không có cái gì là hoành tráng cả. Cái hàng đầu tiên cũng sẽ là cái aktuell, là cái hiện tại các bạn đang làm gì. Thường thì các bạn mà vừa mới học ra trường thì chắc chắn là aktuell của các bạn là cái việc mà các bạn đang học rồi. Ví dụ như ở đây của mình là mình bao giờ cũng để cái kinh nghiệm trước. Sau đó thì sẽ là cái quá trình đi học của mình như thế nào. Rồi là cái kỹ năng của mình là gì. Rồi là ngoại ngữ của mình là có những cái gì. Thì ở trong cái CV đối với cái ngành nghề của mình là liên quan đến tiếng. Và mình phải dạy các bạn ở nhiều quốc gia khác nhau, nên cái việc ngoại ngữ mà biết nhiều trên hai ngoại ngữ trở lên ấy, nó không hẳn quan trọng mà nó rất là được ưu tiên trong các ngành nghề của mình. Mình biết sớm là như vậy thì cũng may, cái việc học ngoại ngữ là một cái sở thích của mình. Nên là đây các bạn có thể nhìn thấy đây, ghi là 4 ngoại ngữ, thực sự là 5 ngôn ngữ, nhưng mà hai ngôn ngữ mình lẹt đẹt lắm, mình chỉ ở cái trình độ A2 với cả B1 thôi. Tiếp theo các bạn cần là có một cái Anschreiben. Anschreiben nó cũng sẽ có nhiều form khác nhau. Cái form mình dùng là cái đơn giản nhất là như này. Thực tế thì cái form như nào nó không quan trọng. Trong cái Anschreiben thì các bạn có thể viết qua là các bạn tìm được cái công việc này qua đâu. Các bạn có thể viết qua về cái quá trình các bạn đang thực tập, quá trình các bạn đi làm việc như thế nào, tại sao các bạn lại muốn vào làm công ty này, các bạn mong muốn gì. Nếu có form ấy thì ở đâu nó cũng như vậy thôi. Nếu mà các bạn không chắc về cái form, các bạn có thể lên trên Google, nó rất là nhiều. Là người nước ngoài thì mình thấy cái việc viết một cái Anschreiben nó khá là quan trọng, bởi vì nó thể hiện phần nào cái ngôn ngữ của các bạn ở trong cái bức thư đấy. Có một lần công ty của mình đang duyệt những cái hồ sơ của các bạn tuyển vào. Thế là mình đứng đấy ngó vào mình xem tuyển kiểu gì. Người ta đọc mỗi cái CV rồi, người ta sẽ xem là các bạn có những cái bằng cấp gì thôi các bạn ạ. Bởi vì ở bên này ý, làm việc ý, ở trong một số những cái ngành nhất định, người ta cần những cái chứng chỉ nhất định. Các bạn cứ có giấy tờ là các bạn nhận. Cũng nói với các bạn là ở nước khác mình không biết, nhưng ở nước Đức ý, bằng cấp giấy tờ cực kỳ quan trọng luôn. Các bạn có giỏi mấy thì giỏi, nhưng các bạn không có những cái chứng chỉ đấy ý, các bạn vẫn có thể vào được cái công ty đấy, nhưng các bạn cũng sẽ phải cần thời gian để đủ điều kiện để thi cái chứng chỉ đấy, ví dụ như vậy. Nên là các bạn có giấy tờ gì các bạn thu thập được thì các bạn thu thập đi. Mình đang ăn quả này, tự dưng quên mất tên, nhớ tên quả này là quả gì, mình sẽ viết trên màn hình, tự dưng quên, ngon quá. Rất là quan trọng nữa, hiển nhiên đấy là cái Zeugnisse, đấy là những cái bằng cấp chứng chỉ của các bạn, có bao nhiêu là các bạn gom hết. Và tất cả những cái bằng cấp đó các bạn sẽ cho hết vào một cái PDF data nhé. Ví dụ như thế này, tất cả những cái chứng chỉ giấy tờ đó sẽ được scan và cho vào một cái PDF data. Thì nghĩa là khi mà các bạn đi xin việc ấy, các bạn gửi qua email chẳng hạn, thì các bạn chỉ cần có một cái Lebenslauf, một cái Anschreiben và một cái Zeugnisse. Khi mà các bạn xem ở những cái Anzeiger thì các bạn cũng nên để ý là các bạn nên nộp những cái CV đấy ở đâu. Có thể là các bạn sẽ phải gửi qua bưu điện, nhưng mà cũng có thể và đa phần là các bạn sẽ chỉ cần gửi qua email thôi, chứ các bạn không cần phải gửi bản gốc. Hiện tại bây giờ thì đa phần người ta sẽ cần các bạn nộp qua email thôi, chứ không cần phải nộp qua post. Đơn xin việc nó không cần phải quá cầu kỳ. Cái quan trọng là bạn có cái gì nó mới quyết định được là bạn có được gọi đến phỏng vấn hay không. Nếu mà bạn không có được nhiều kinh nghiệm nhưng mà bạn lại trình bày ở trong cái phần Anschreiben tốt thì có khi nó cũng là cái cơ hội. Đến phỏng vấn, khi mà đến phỏng vấn ý, thì mình là người nước ngoài mà, nên bao giờ người ta cũng tò mò, người ta cũng muốn biết từ tên mình là gì, mình đến từ đâu, tại sao mình lại đến Đức, tại sao mình lại học ngành nghề này. Đấy, và mình có yêu thích cái cuộc sống ở Đức không? Thì đấy gọi là cái small talk khi mà bắt đầu mở đầu một bài phỏng vấn. Sau khi mà kể xong về chuyện của mình thì bắt đầu họ sẽ hỏi những cái câu hỏi điển hình. Bạn biết công ty của tôi qua đâu? Tại sao bạn lại chọn công ty của tôi mà không phải là công ty khác? Tại sao bạn lại chọn nghề này? Tại sao bạn lại thấy bạn phù hợp với công việc này? Như mình là mình đã có trải nghiệm rồi, thì người ta sẽ hay hỏi theo kiểu là trải nghiệm của bạn với những cái lớp A, B, C này thế nào? Tại sao bạn lại thấy bạn phù hợp với vị trí này? Đấy, đấy là những cái câu hỏi điển hình mà kiểu gì thì kiểu mình đi phỏng vấn từ ngày xưa cho đến bây giờ, công ty nào cũng sẽ hỏi. Chẳng qua người ta sẽ hỏi hết cả một đống đấy hay người ta chỉ hỏi 2-3 câu thôi các bạn ạ. Cái hồi ban đầu mình đi xin tuyển mình cũng bị nhiều nơi từ chối chứ. Mình nghĩ thôi, đa phần là do mình là người nước ngoài
mình không phải là người bản xứ mà họ yêu cầu là người bản xứ thì mình bị từ chối thôi. Nếu mà các bạn mà chưa có kinh nghiệm, ví dụ như là có một lần mình xin vào vị trí làm văn phòng ở job center ấy các bạn, mình biết là cái vị trí này không hề hợp mình nhưng mình muốn thử xem là mình có thể làm được không, và mình cũng thử xem là mình có được nhận hay không ấy, nên là mình mới xin vào cái vị trí đấy, chứ thật ra là làm về những cái liên quan đến giấy tờ ấy là mình không làm được. Thì cái công việc đấy mình không hề có kinh nghiệm. Tất cả những cái công việc nào mà mình xin, những cái công việc mà mình thích, mình có khả năng nhưng mà mình không có kinh nghiệm, không có bằng cấp về cái ngành đó thì mình đều được từ chối luôn. Mình xin tuyển ở cái vị trí văn phòng ở job center. Khi mà mình phỏng vấn ở cái job center, các bạn biết không, mình tưởng chỉ có 2 người đi phỏng vấn mình thôi, mà hôm đấy có tận 4 người phỏng vấn mình, trưởng phòng của cái bộ phận đấy, xong trưởng phòng nhân sự, xong rồi một giám sát và một người đồng nghiệp nữa. 4 người ngồi phỏng vấn mình, mà trời ơi, cái hồi đấy mình vừa mới ra trường. Lúc đấy mình phỏng vấn mình kiểu đơ luôn. Mình đơ luôn mà, bởi vì mọi người nhá, ăn mặc rất là chỉnh tề, com lê, vest các kiểu, rất là đâu ra đấy luôn, trông rất là chuyên nghiệp. Mình không hình dung được ra luôn, bởi vì là trước đấy mình đi phỏng vấn ở những nơi gọi là trường học ấy, hay là kể cả trường uni cũng thế, người ta không ăn mặc theo cái kiểu như này. Đấy, người ta không nghiêm nghị như vậy, nên là mình kiểu sốc. Thế lúc mà đấy là phỏng vấn online thôi nhá, mọi lần mình đi phỏng vấn mình không bị run đâu, mà mình như kiểu là đi phỏng vấn như kiểu một cuộc nói chuyện tìm hiểu về công ty đấy thôi, chứ mình không hề bị run. Lần đấy là lần phỏng vấn mình cảm thấy sợ nhất luôn. Mình bị quay như trong chóng ấy. Mà cái điểm mình không thích ở đây là người ta đọc những cái câu hỏi, những cái câu hỏi gọi là 50 câu hỏi điển hình khi đi phỏng vấn ấy các bạn. Mình biết là mình sẽ không được nhận. 2-3 năm gần đây thì những cái giấy tờ nào mà họ cần, chẳng hạn họ cần gì là mình có hết. Thậm chí là khi mà đi tuyển dụng chẳng hạn, người ta cứ hỏi mình là mày đã dạy lớp này chưa, mày đã có chứng chỉ này chưa, mày đã từng đi chấm thi những cái này chưa. Mình chỉ có đúng một câu là tôi có hết rồi, bà cần gì là tôi có hết. Thế là thôi, người ta không phải phỏng vấn nữa. Thành ra là nói chuyện, ngồi chém gió với nhau trong suốt cả một thời gian đấy. Ở một số nơi thì người ta cũng sẽ hỏi luôn là cái mức lương mong muốn của các bạn là như thế nào. Thì các bạn cũng có thể nói cái mức lương của các bạn ra. Khi mà các bạn nói cái mức lương của các bạn ra thì các bạn có thể lên tìm hiểu ở cái trang web Kehalpumde này, hoặc là một số những cái trang web khác nói về cái mức lương ấy. Các bạn không nên nói làm tròn số, ví dụ mức lương mong muốn của em là 3.000 đến 4.000, mà các bạn nên nói là 3.650 hay là 3.700 hay là 80 gì đấy. Cũng không nên cho cái mức lương là 3.000 cho đến 5.000, mà các bạn đưa ra một mức lương cụ thể hơn. Phần này thì mình thấy nó rất là phụ thuộc vào từng cá nhân, vào từng công ty, nên là để có một cái lời khuyên chính xác là nên nói mức lương như thế nào rất là khó. Còn đối với bản thân mình ý, khi mà hỏi đến cái mức lương ấy, thì mình cũng nói luôn là mình mong muốn cái mức lương như này bởi vì kinh nghiệm của mình như này. Nếu các bạn nào có kinh nghiệm về cái điều lương này thì các bạn cũng có thể comment phía dưới để cho những các bạn khác cùng biết. Các bạn biết khi mà các bạn xin việc ở đây các bạn cần lợi thế là gì không? Đấy là hãy có thêm tiếng Anh. Nếu mà các bạn chỉ học tiếng Anh thì hãy có thêm tiếng Đức. Hai ngoại ngữ các bạn nhá, hai ngoại ngữ đối với người Việt mình thôi. Chứ còn ở bên Đức ấy, đấy mới chỉ là một ngoại ngữ thôi các bạn ạ. Hoặc là các bạn dù làm ngành nghề gì đi chăng nữa, các bạn hãy có chút tiếng Anh cho mình. Các bạn không cần phải giỏi theo kiểu phát âm hay chuẩn, nhưng mà các bạn phải có khả năng giao tiếp được. Và kể cả các bạn học tiếng Đức cũng vậy thôi. Cái quan trọng ấy là các bạn có khả năng giao tiếp được, các bạn có khả năng nói được cái điều mà mình muốn nói. Cái buổi phỏng vấn ấy, trong tiếng Đức người ta gọi là Vorstellungsgespräch ấy, nó chỉ là một cái buổi làm quen để biết bạn là ai, cái tính cách, cái con người của bạn có phù hợp với công ty hay không. Chứ còn cái bằng cấp thì người ta đã biết ngay từ đầu rồi, đúng không? Đấy là cái buổi để mà hai người làm quen với nhau thôi. Nên là mình nghĩ là các bạn cũng nên giữ cái tâm lý thoải mái một chút. Một khi mà người ta đã thích các bạn rồi thì kiểu gì người ta cũng sẽ nhận bạn thôi. Mà một khi người ta đã không thích bạn rồi thì một cái lý do rất nhỏ thôi người ta cũng không nhận bạn. Các bạn cứ giữ cái tinh thần là ok, hôm nay mình đi xem công ty kia nào, có hợp mình không, mình sẽ làm. Không hợp mình thì mình cho nghỉ luôn. Đấy, các bạn phải nghĩ như thế các bạn ạ, để bước vào vòng phỏng vấn được tự tin hơn. Mình nghĩ là những cái điều này thì ở đâu cũng như vậy thôi, nhưng mà mình vẫn cứ làm cái video này để cho các bạn biết là ở Đức cũng như thế. Sau khi xem video này chắc là các bạn cũng sẽ thấy là ôi dồi, ở nhà mình cũng thế nọ kia, đúng không? Nhưng mà nếu các bạn không xem cái video này, nếu mà mình không làm cái video này thì chắc gì các bạn đã biết là ở Đức cũng như nhà mình. Thường thì khi các bạn được nhận thì các bạn sẽ có 6 tháng làm việc.
cũng lại tùy vào từng công ty và độ tốt của công ty mà trong cái 6 tháng đấy các bạn được đối đãi như thế nào. Trong cái 6 tháng đấy thì thường thì các bạn cũng phải thể hiện bản thân mình đúng không? Khi mà trong cái 6 tháng đấy các bạn có làm sai thì các bạn cũng không phải sợ đâu các bạn ạ. Trừ khi là các bạn làm sai những cái lỗi mà gây một hệ quả rất là nghiêm trọng thì có thể các bạn sẽ bị chào, mời bước ra khỏi cửa. Nhưng mà đa phần thì không đâu các bạn ạ. Khi mà các bạn vào một công ty tốt ấy, sếp hay đồng nghiệp quý bạn ấy, người ta sẽ luôn tạo điều kiện cho các bạn. Người ta sẽ hỗ trợ các bạn để các bạn không thể mắc những cái lỗi sai tày trời như thế được. Ok các bạn, chúc các bạn may mắn và tìm được một công việc phù hợp với các bạn nhé. Với kiếm thật nhiều tiền ở trên đất nước Đức nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào các video lần sau. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bây giờ ở Đức càng ngày càng nóng. Mình thấy kiểu bình thường ấy, cái tầm tháng 10 như thế này là rất rét rồi. Không có chuyện mà bây giờ là mấy giờ? Bây giờ là ngày 23 tháng 10 chủ nhật 16 giờ mà trời sáng chứ chừng này không có. Mấy năm trước làm gì có sáng như này. Chuẩn bị đổi sang múi giờ đông rồi mà trời vẫn còn có mặt trời như này.